Thưa quý vị, vừa qua dư luận xôn xao việc một nhóm người từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk dàn cảnh lừa bán thuốc quý giả để chiếm đoạt tiền. Chiều hôm qua 27 tháng 8, nguồn tin từ công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra và truy bắt nhóm người này. Chiều ngày 27 tháng 8, thông tin từ công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa điều tra làm rõ truy bắt một nhóm người từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk dàn cảnh lừa bán thuốc quý giả để chiếm đoạt tiền, gây xôn xao dư luận. Trước đó, ngày 28 tháng 7, bà Phạm Thị Đê, tên viết tắt, 65 tuổi, ngụ phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, đến công an phường trình báo về việc bà bị một nhóm người thôi miên, lừa bán thuốc giả chiếm đoạt 9,9 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với công an phường Tân Thành đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Buôn Ma Thuột xác định nhóm người gây án đã tẩu thoát về địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 8, một tổ công tác của công an thành phố Buôn Ma Thuột đã đến thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an phường 13, quận Tân Bình bắt giữ nhóm lừa đảo gồm Trần Thị Thu 51 tuổi, Nguyễn Xuân Vinh 54 tuổi cùng ngụ tỉnh Nam Định, Lê Thị Kim Anh 49 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Lê Thị Oanh 51 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi. Nhóm này do Thu cầm đầu. Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Thu nảy sinh ý định lừa bán thuốc chữa bệnh là thuốc giả và rủ các đối tượng trong nhóm cùng tham gia. Sau đó, Thu đặt mua trên mạng xã hội các loại thuốc bắc và 10 hộp giấy có in tên Phòng Quế Trì, Viện Khoa học 103, 108 về đóng gói. Xác định tại thành phố Hồ Chí Minh khó lừa đảo nên nhóm này rủ nhau lên thành phố Buôn Ma Thuột, thuê khách sạn ở để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước khi thực hiện, thu bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng người. Cụ thể, Vinh giả làm bác sĩ, đứng ở khu vực gần nơi thu tiếp cận người mua thuốc. Nguyễn Thị Kim Anh sẽ hỗ trợ đưa ra thông tin gian dối, đây là thuốc quý. Người nhà đã mua uống và lành bệnh để tạo lòng tin cho người bị hại. Còn Anh đứng từ xa cảnh giới. Sáng ngày 28 tháng 7 vừa qua, nhóm này đã đến ngã tư đường Mai Hắc Đế giải phóng, Phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột tiếp cận bà Dung rồi dàn cảnh lừa bán thuốc giả chiếm đoạt 9,9 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, nhóm người này đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo khác ở tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan công an thông báo, ai là bị hại của nhóm lừa đảo trên, sớm đến công an thành phố Buôn Ma Thuột trình báo để được xử lý theo quy định.